cái đọc clip là em lên 35 tuổi nhưng mà càng ngày càng nặng hơn. Anh đâu vẫn như vậy? Lúc nó không bổ lắm. Mọi người nó sợ không nó. Cái khó khăn nhất của em gì vậy? Khó khăn nhất là em cũng muốn làm việc ở nhà. Còn cái ăn uống thì sao? Ăn uống thì em thấy mình thích ăn. Ăn uống thích ăn? Dạ, không bảo ra nó được muốn ngủ. Ngủ có khó thở? Ngủ là phải tìm theo cái gối thôi, nó gọi phải thế thôi. Tức là khi mình ở tư thế phải đứng cái lưng lên đúng không? Khi mình nằm gập cái cổ xuống sẽ không thở được. Khi em đẩy cái lỗ mũi lên em thấy dễ thở không? Đúng không? Nó sụp xuống, nó kéo bắt ngang xuống đè cái lỗ mũi. Con mắt thì ngày gì khó không? Mình thấy nó xa, nó không thấy rõ. Tại vì nó đè xuống quá nhiều. Em kể là khi bệnh là khoảng 20 tuổi, đầu tiên là nó bị như thế nào? Xuất hiện cái u hay là nó tự nhiên nó đổ xuống? Nó có u trong cái lỗ mũi mà nó thở không được, thở được không bên nè. Và làm như bác sĩ làm từ tử đó. Nó bỏ rất có u đó ra. Nó là tò làm cao quá bỏ không được rồi. Nó cứ hứa làm có lộ và nó hết tiền rồi. Giờ anh ở với một người mẹ kế. Còn tự mình lo ăn uống hay sao? Dạ, tự làm nó sống. Mình đi xin việc làm khó hay chỉ làm việc bình thường? Em chỉ làm dòng dòng ở sớm thôi. Cô bác chú sớm không thấy đồng nghiệp đó. Muốn đi làm thôi. Anh em sao? Anh em thì nó có chồng có vợ đi làm nó sợ bỏ. Mình có đủ ăn không? Nói chung anh làm thì anh nô đủ không thôi. Giờ ước mong nhất của em bây giờ thì? Anh mong ước làm được có lại khuôn mặt bình thường. Chứ anh cần gì hết đâu. Bây giờ á thì anh sẽ đưa em lên trên trên lầu 5 để mình sẽ làm xét nghiệm hết. Khoảng 30 phút, 45 phút mình có kết quả. Thì nhìn qua CT đó, nhìn em ra MRIC có xét nghiệm rồi anh sẽ thảo luận lại cũng như là nói chuyện với một số mà những bạn là hỗ trợ cho em nha.